Vâng, Điện tử Tò Mò xin vui mừng chào đón tất cả quý vị và anh em đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Trở lại với một video tiếp theo buổi chiều ngày 9 tháng 6 năm 2020. Vâng, thì trung tâm tiếp tục giới thiệu vừa cập bến một lô loa bãi xịn của Anh Quốc đang hiện hữu trước mặt quý vị và các anh em. Và đây là một lô loa bãi xịn của Anh Quốc có tên là Watford Pro. Đó, thì cái lô loa này thì báo cáo với các bác là bên em về được 11 cặp các bác ạ, 11 cặp nhé, 11 cặp này. Đây này, đấy. 11 cặp. Đây này các bác này. Đấy. Loa có cái hình thức rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Hình vát. Hình vát cân các bác nhá. Đấy, loa Watford. Thì với dòng loa này thì chất âm nó rất là hay, tiếng bass đánh rất lực, sâu, chắc. Tiếng tép rất là lẩy và nhuyễn. Vâng, thì xin mời tất cả quý vị và anh em chúng ta tiến đến cái mã của sản phẩm. Vâng, loa có tên là Watford Pro các bác này. Đấy, Watford Pro. Loa bãi xịn của Anh Quốc các bác nhá. Mã của sản phẩm là SI15X. Công suất trung bình của loa là 400W, công suất tối đa là 800, trở kháng của loa là 8 ohm và sơ di của loa này các bác này. Đấy. Đây là đường cổng lưu trích cho đường in vào, đây là đường link ra. Thì với dòng loa này thì các bác có thể kẹp, không có rắc lưu trích thì các bác có thể kẹp dây thẳng vào cái ốc này, các bác vặn ra nhé, các bác vặn lưới ra, các bác kẹp vào cộng trừ này đó, rất tiện là cho các bác sử dụng. Loa này sử dụng thùng gỗ các bác nhá. Và SI15X thì loa được thiết kế một bát 40, từ của bát sử dụng từ 19 các bác ạ, côn 76, màng giấy gân vải này. Đấy. Đây là cái tép kèn hình tròn và đây là hai lỗ thoát hơi ở vế giữa loa. Đó. Loa là chất âm rất là hay các bác ạ. Chất âm cực kỳ hay luôn. Vâng, thì bây giờ em đọc qua cái thông số để các bác cùng anh em lắm được cái chiều cao của loa, chiều sâu, chiều rộng và cũng như là giá của cặp loa bãi xịn của Anh Quốc này để chúng ta cùng tham khảo. Vâng, thì với cái chiều cao của loa là 64cm các bác ạ, chiều ngang là 42 và chiều sâu là 39 và cân nặng của mỗi thùng là 24kg. Vâng, thì giá của cặp loa bãi xịn của Anh Quốc có tên là Watford Pro, mã sản phẩm là SI15X, loa được thiết kế một bát 40, một chép kèn, từ của bát sử dụng từ 19, côn 76, màng giấy gân vải, giá 9 triệu đồng. Để quý vị và tất cả anh em lắm được cái giá của cặp loa bãi xịn của Anh Quốc. Đó. Thì với dòng loa này thì nó rất phù hợp cho những không gian phòng khoảng từ 27 vuông trở lên các bác ạ. 27 vuông trở lên, 25 vuông là các bác sử dụng cặp loa này rất là hay. Và các bác có thể chơi với những cái không gian phòng quán karaoke, quán bar hay là các bác đi làm sự kiện. Các bác cũng chơi cái dòng loa này rất là hay. Đó, tiếng tép rất là lẩy. Tiếng bass chắc, sâu. Vâng, giá 9 triệu đồng. Mọi nhu cầu mua sắm các bác hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Vâng, địa chỉ tại Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Các bác có thể ngắm nhìn qua cái nội thất. Cái quả này là em tháo ra, lát nữa em quay cái bát và cái tép để cho các bác nhìn. Đấy, đây là bông tiêu âm màu đen này. À, phân tần này. Phân tần của loa Watford của Anh Quốc thì bao giờ thì cái tụ này nó là tụ bẹt các bác ạ. Cái dòng tụ này nó rất là chất và nó rất là đắt tiền các bác nhé. Nó không như tụ tròn đâu các bác ạ. Phân tần hai lớp. Đấy. Và ở bên trong phân tần cũng có cái ký hiệu là chữ Watford Pro. Đấy. Watford Pro. Vâng, giá 9 triệu đồng. Mọi nhu cầu mua sắm các bác hãy liên hệ cho bên em. Vâng, thì đây các bác cùng tiến đến cái củ bát và cái tép của loa.
sắt từ màu trắng, sắt từ là màu trắng. Con này sử dụng từ 19 rồi các bác ạ, từ 19 100%. Đây, Watford Pro. Đó. Model là D704, công suất tối đa 800W, công suất trung bình của loa là 400. Loa trở kháng 8 ohm. Đó. Vâng, loa còn xịn 100%. Đấy, xịn. Đét luôn các bác ạ. Vâng, loa xịn, zin. Đấy, các bác ngắm nhìn cái màng của nó. Màng của nó cực đẹp luôn này các bác này. Đấy. Quá đẹp luôn. Gân vải này. Đấy. Khung xương của nó nhìn, các bác nhìn rất là chắc chắn. Đấy. Khung xương cực kỳ chắc chắn, dày dạn này. Rất dày dạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 xương. Ở đây là cái tép của nó này. Model là D533A. Watford Sergi. Đấy. Tiếng này rất là hay các bạn ạ. Tiếng rất là hay. Này, phần tần này. Phần tần em tháo ra các bác này. Đấy. Đấy. Watford Pro này. Phần tần hai lớp các bác nhá. Đó. À, thì với cái lô loa bãi xịn của Anh Quốc thì bên em về chỉ được có 11 cặp thôi. Thì các bác có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên em. Giá 9 triệu đồng một cặp loa bãi xịn của Anh Quốc. Bao zin, bao xịn, bao chất, bao hay cho quý vị và các anh em. Và với cái kiểu dáng của loa là kiểu vát cân. Và vát cân nha các bác nhá. Loa rất đẹp, chất âm rất là hay. Giá 9 triệu đồng cho một cặp loa bãi xịn của Anh Quốc Watford Pro SI15X. Và những cặp loa này thì các bác có thể vào Google, các bác gõ là nó hiện lên những cặp loa bãi xịn của Anh Quốc này. Và thì đến đây bên em xin tạm dừng cái video tại đây. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các anh em vào những cái video sau. Và xin kính chào và tạm biệt.